Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 21 tháng 10 xác nhận, quân đội Mỹ đã nhanh chóng chuyển hệ thống tên lửa tiên tiến THAAD tới Israel và hệ thống này đã được đưa vào sử dụng. Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD là một phần quan trọng trong hệ thống phòng không nhiều lớp của quân đội Mỹ. Một khi được triển khai, hệ thống này sẽ bổ sung thêm cho hệ thống phòng thủ tên lửa vốn đã rất mạnh mẽ của Israel. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Mỹ có khả năng đưa THAAD vào hoạt động rất nhanh chóng và đang đạt được tiến độ như mong đợi. Tổng thống Joe Biden cho biết, việc triển khai thát cùng với khoảng 100 binh sĩ Mỹ là nhằm giúp bảo vệ Israel. Quốc gia Trung Đông này đang cân nhắc khả năng trả đũa Iran sau khi nước này bắn hơn 180 tên lửa vào Israel hôm 1 tháng 10. Mỹ cũng đang hối thúc Israel điều chỉnh phản ứng để tránh gây ra một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông. Tổng thống Joe Biden đã công khai phản đối cuộc tấn công của Israel vào các địa điểm hạt nhân cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Khi được hỏi về vấn đề này, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết Thật khó để nói chính xác cuộc tấn công của Israel như thế nào, và cuối cùng thì đó vẫn là quyết định của Israel. Tuy nhiên, Mỹ sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể để giảm bớt căng thẳng và hy vọng cả hai bên sẽ bắt đầu hạ nhiệt. Tối ngày 20 tháng 10, máy bay chiến đấu của Israel đã dội bom xuống các chi nhánh của Al-Quad Al-Hassan, tổ chức tài chính có liên hệ với lực lượng Hezbollah ở Liban. Theo kênh truyền hình địa phương Al-Jadid, chi nhánh của Al-Quad Al-Hassan ở Chiyah, ngoại ô phía nam thủ đô Beirut đã bị tấn công và hiện chưa có báo cáo về thương vong. Trước đó, người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari thông báo quân đội nước này chuẩn bị tấn công nhiều địa điểm ở Liban, trong đó có thủ đô Beirut, mà cụ thể là các tòa nhà có liên quan đến Al-Qaeda al-Hassan. Quân đội Israel đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi các tòa nhà này, đảm bảo cách xa các mục tiêu tấn công ít nhất 500 mét. Trong những ngày gần đây, các tài liệu mật của cơ quan tình báo Mỹ dò dỉ trên mạng hé lộ chi tiết về việc israel chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào iran các tài liệu chứa thông tin về các máy bay và vũ khí mà israel được cho là sẽ sử dụng trong vụ tấn công đó là các uav tàng hình tại một căn cứ ở khu vực negev phía nam israel theo tài liệu những uav này đã được chuẩn bị để tấn công các mục tiêu chiến lược ở iran hình ảnh vệ tinh đính kèm tài liệu cho thấy nhà chứa tại một sân bay của israel chứa uav tàng hình được trang bị tên lửa hành trình theo phân tích hình ảnh, quá trình chuẩn bị cho chiến dịch kéo dài từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10 và các UAV đã thực hiện những chuyến bay trinh sát trên lãnh thổ Iran và khu vực Trung Đông nói chung. Israel đến nay vẫn từ chối bình luận về vụ dò gì thông tin mật. Một số nguồn tin truyền thông cho biết nội các an ninh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lựa chọn xong phương án đáp trả vụ Iran bắn 200 tên lửa vào nước này hôm 1 tháng 10. Trong một tin tức nóng đáng chú ý, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi mới đây tuyên bố nước này đã xác định các mục tiêu chiến lược ở Israel và sẵn sàng đáp trả nếu bị Tel Aviv tấn công. Ông Arachi nhấn mạnh, bất kỳ cuộc tấn công nào chống lại Iran đều có nghĩa là vượt qua ranh giới đỏ. Chúng tôi sẽ không để yên, chúng tôi sẽ có phản ứng cần thiết đối với bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hoặc một cuộc tấn công tương tự. Ông Arachi tuyên bố, các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng đáp trả ngay lập tức bất kỳ hành động quân sự nào của Israel ông cũng chỉ trích mỹ nếu không có sự hỗ trợ của mỹ israel sẽ không thể tiến hành các hoạt động quân sự ở gaza và liban ngoại trưởng iran cảnh báo nếu một cuộc chiến tranh quy mô lớn nổ ra trong khu vực mỹ sẽ bị kéo vào điều mà chúng ta không hề mong muốn cảnh báo của ngoại trưởng iran được đưa ra sau khi các tài liệu tình báo tuyệt mật của mỹ bị dò dỉ cho thấy israel đang chuẩn bị tấn công iran Tối ngày 20 tháng 10, máy bay chiến đấu của Israel đã dội bom xuống các chi nhánh của al Quat Al-Hassan, tổ chức tài chính có liên hệ với lực lượng Hezbollah ở Liban. Theo kênh truyền hình địa phương Al-Jadid, chi nhánh của al Quat Al-Hassan ở Chia, ngoại ô phía nam thủ đô Beirut đã bị tấn công và hiện chưa có báo cáo về thương vong. Trước đó, người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari thông báo quân đội nước này chuẩn bị tấn công nhiều địa điểm ở Liban, trong đó có thủ đô Beirut, mà cụ thể là các tòa nhà có liên quan đến Al-Quad Al-Hassan. Quân đội Israel đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi các tòa nhà này, đảm bảo cách xa các mục tiêu tấn công ít nhất 500 m Cùng ngày 20 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel cho biết nhóm vũ trang Liban phóng hơn 200 quả tên lửa tấn công khu vực phía Bắc Israel, đánh dấu ngày Hezbollah tập kích tên lửa dữ dội nhất vào Israel trong hơn một tuần qua. Trước và sau đợt tập kích này, Hezbollah tiến hành nhiều cuộc bắn phá quy mô nhỏ hơn vào Galilee, thung lũng Jerin, thành phố cảng Haifa và một khu vực khác ở phía bắc Israel. Các cuộc tấn công của Hezbollah không gây thương vong, song làm bùng phát một số đám cháy lớn cùng một số thiệt hại khá nghiêm trọng. Về phía Hezbollah tuyên bố đã bắn tên lửa phóng loạt vào một căn cứ của quân đội Israel ở phía đông thành phố Safed. Hezbollah khẳng định cuộc tấn công nhằm bảo vệ Liban, đồng thời đáp trả các cuộc đánh phá của lực lượng phòng vệ Israel nhằm vào các ngôi nhà và làng mạc của người Liban ở chiều ngược lại, không quân Israel mở nhiều đợt oanh tạc dữ dội vào các mục tiêu Hezbollah ở cả thung lũng Bekaa, ngoại ô thủ đô Beirut và phía nam Liban. Theo truyền thông Israel, quân đội nước này đã yêu cầu cư dân tại ít nhất 22 khu vực ở Liban phải di rời để tránh bị tổn hại bởi các cuộc không kích. Trong khi đó, một nguồn tin Liban cho biết máy bay chiến đấu Israel đã tập kích một vị trí gần sân bay quốc tế Beirut. Cảng hàng không duy nhất còn hoạt động tại Liban làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sân bay Beirut phải đóng cửa, đồng nghĩa với hoạt động hàng không tại Liban lâm vào tình trạng tê liệt hoàn toàn. Trong một tin tức nóng đáng chú ý, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi mới đây tuyên bố nước này đã xác định các mục tiêu chiến lược ở Israel và sẵn sàng đáp trả nếu Bitten Aviv tấn công. Ông Arachi nhấn mạnh, bất kỳ cuộc tấn công nào chống lại Iran đều có nghĩa là vượt qua ranh giới đỏ. Chúng tôi sẽ không để yên, chúng tôi sẽ có phản ứng cần thiết đối với bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hoặc một cuộc tấn công tương tự. Ông Arachi tuyên bố, các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng đáp trả ngay lập tức bất kỳ hành động quân sự nào của Israel. Ông cũng chỉ trích Mỹ, nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, Israel sẽ không thể tiến hành các hoạt động quân sự ở Gaza và Liban. Ngoại trưởng Iran cảnh báo, nếu một cuộc chiến tranh quy mô lớn nổ ra trong khu vực, Mỹ sẽ bị kéo vào, điều mà chúng ta không hề mong muốn. Cảnh báo của Ngoại trưởng Iran được đưa ra sau khi các tài liệu tình báo tuyệt mật của Mỹ bị dò dỉ cho thấy Israel đang chuẩn bị tấn công Iran. Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, Israel cho biết, sáng sớm ngày 20 tháng 10, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc không kích, chúng vào một trung tâm chỉ huy và một kho vũ khí ngầm của lực lượng Hezbollah ở thủ đô Beirut của Liban. Trước đó, quân đội Israel đã yêu cầu Liban sơ tán khẩn cấp dân thường gần các tòa nhà có liên hệ với Hezbollah tại hai khu phố ở phía nam thủ đô Beirut. Quân đội Israel đã đánh dấu các cơ sở này trên hai bản đồ và tuyên bố sẽ sớm tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào đây. Về phía Liban, truyền thông nhà nước đưa tin Israel đã tiến hành hai cuộc không kích trong sáng ngày 20 tháng 10 tại Haaretz và Hada, đều nằm trong cứ điểm Dahije của lực lượng Hezbollah ở phía nam thủ đô Beirut. Trong đêm ngày 19 tháng 10, Israel cũng đã tấn công hàng chục làng mạc và thị trấn ở phía nam Liban. Trong đó, thành phố Nabatije bị không kích tới 7 lần trong đợt tấn công thứ 3 trong tuần này. Thị trường thành phố này cũng đã thiệt mạng hôm 16 tháng 10 vừa qua. Trang An, Ararabiza dẫn thông tin từ Bộ Y tế Palestine ngày 20 tháng 10 cho biết, không quân Israel vào đêm ngày 19, dạng sáng 20 tháng 10, đã thực hiện đòn không kích nhằm vào nhiều nhà dân bên trong thị trấn Bay Lahija. Thông cáo cho biết, có ít nhất 87 người đã thiệt mạng và mất tích ở khu vực phía bắc giải Gaza. Ngoài ra, vụ không kích cũng khiến 40 người khác bị thương ở thị trấn Bay Lahija, một trong những mục tiêu đầu tiên bị Israel tấn công kể từ khi xung đột nổ ra phong trào Fatah của Palestine trong một tuyên bố đưa ra sau đó đã lên án hành động tấn công nhằm vào dân thường của quân đội Israel, đồng thời tuyên bố rằng chính quyền Jenin cũng chịu trách nhiệm cho hành động tàn sát ở thị trấn Lahia. Quân đội Israel cho tới nay không trực tiếp khẳng định đã thực hiện vụ không kích. Thay vào đó, thông cáo của họ chỉ biết rằng Jenin đang tiếp tục các hoạt động quân sự trên bộ lẫn trên không ở giải gaza. Hãng AFP đưa tin. Nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban ngày 20 tháng 10 thông báo rằng lực lượng này đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào một căn cứ quân sự của Israel ở phía đông thị trấn Safed, miền bắc nước này. Theo tuyên bố của Hezbollah, các chiến binh của nhóm đã phóng loạt tên lửa quy mô lớn vào mục tiêu nói trên. Hành động này nhằm bảo vệ Liban và đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào các ngôi làng và nhà cửa của người dân Liban. Từ cuối tháng 9, Israel đã triển khai chiến dịch không kích cường độ cao nhằm vào Liban cũng như phát động cuộc tấn công trên bộ với lý do ổn định khu vực biên giới sau gần một năm giao tranh với lực lượng Hepola vì cuộc xung đột tại giải Gaza. Bộ Y tế Lý Băng thống kê, có ít nhất 1454 người tại Lý Băng đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công này. Tuy nhiên, con số nạn nhân trên thực tế được đánh giá là cao hơn nhiều. Đặc phái viên hòa bình của Liên hợp quốc tại Trung Đông, Victor Wenesland ngày 20 tháng 10 đã lên án các cuộc tấn công liên tục của Israel nhằm vào vành đai Dahija của giải Gaza, làm hàng chục người thiệt mạng. Theo đặc phái viên hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Trung Đông, các vụ không kích không chỉ khiến nhiều người thiệt mạng, mà còn cản trở, không cho bất cứ hoạt động viện trợ nhân đạo nào đến được với những người dân khác ở phía Bắc. Liên Hợp Quốc cũng lên án các hành vi bạo lực nhằm vào dân thường. Trước đó, quân đội Israel cho biết đã tăng cường các cuộc tấn công ở phía Bắc Gaza vào đầu tháng 10 để ngăn chặn các tay súng của lực lượng Hamas tập hợp lại lực lượng. Kể từ đó, họ đã thắt chặt vòng vây, khiến hàng chục nghìn người phải di rời. Tiếp tục là những tin tức đáng chú ý. Bão Oscar đã đổ bộ vào phía đông Cuba với sức gió gần 130 km h giữa lúc quốc đảo này đang trong tình trạng mất điện gần như toàn quốc suốt 3 ngày qua. Hãng thông tấn BBC dẫn tin từ Trung tâm Báo báo Quốc gia Mỹ cho biết bão Oscar đổ bộ gần thành phố Baracoa lúc 17 giờ 50 phút ngày 20 tháng 10 theo giờ địa phương có thể gây ra lũ quét và lở đất ở các khu vực phía đông. Bão tấn công Cuba giữa lúc nước này đang vật lộn với tình trạng mất điện nghiêm trọng nhất trong vòng 2 năm. Nhiều người lo ngại một cơn bão lớn sẽ làm hỏng cơ sở hạ tầng phân phối năng lượng vốn đã yêu ớt của Cuba. Nhà máy điện lớn nhất Cuba, Antonio Guterres ngừng hoạt động vào trưa ngày 18 tháng 10, khiến toàn bộ nước này mất điện. 10 triệu dân phải chịu cảnh tối tăm. Nguồn cung cấp điện đã được khôi phục một phần vào sáng ngày 19 tháng 10, nhưng lại sập một lần nữa. Bộ trưởng Năng lượng và Khai khoáng Cuba Vincent de la Olivi cho biết, tối ngày 21 tháng 10, điện sẽ được khôi phục và cấp cho hầu hết mọi người, trong khi những khách hàng cuối cùng sẽ có điện vào ngày 22 tháng 10. Trong những ngày qua, người dân Cuba phải đối mặt với tình trạng không có điều hòa, không quạt và thực phẩm bắt đầu thối rữa trong tủ lạnh. Một số gia đình phải nấu ăn bằng củi, nhiều gia đình không có nước vì nguồn cung cấp phụ thuộc vào máy bơm. Chủ tịch Cuba, díaz Canel Cho biết, lệnh cấm vận kéo dài nhiều thập niên của Mỹ với nước này đã ngăn cản nguồn cung cấp và phụ tùng thay thế cần thiết cho cơ sở tầng năng lượng của Cuba. Sau đó, ngoại trưởng Cuba, Bruno Rodriguez tuyên bố trên mạng xã hội X rằng nếu tình trạng cấm vận với Cuba được dỡ bỏ, cảnh mất điện sẽ không diễn ra nữa.